យើងក៏បង្ហាញមានជាមួយចំណុចមានជាមួយការវត្តនការវត្តបងពីការទទួលបានតាម Facebook ទី3ការសេចក្តីលក្ខណៈតែម្ខាង4ការផ្លាស់ប្ដូរ IGTV និងការគ្រប់គ្រង5លក្ខណៈពិសេសគឺការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីទី6ខ្សែតឡាយនិងការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីថ្មីបាទនេះមកគេតែខ្ញុំនិយាយនៅចំណុចទី1និងចំណុចទី2កម្មវិធី Instagram ដំបូងឡើយវាជាកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Burn ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបានទៅថតតែមានអញ្ចឹងវាជាកម្មវិធីមួយដែលប្រើសម្រាប់ដែលថាគេជា app ដែលគេចូលទៅរៀននៅក្នុង app ហ្នឹងតែខ្ញុំអត់បានដឹងថាវាបែបម៉េចហើយកម្មវិធី Instagram ដំបូងឡើយវាឈ្មោះថា Burn ហ្នឹងគឺបានបង្កើតដោយលោក Kevin Systrom ហ្នឹងលោកម៉ៃគ្រីកើដែរគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ម៉ៃគាត់ស្ដាយធំឈ្មោះកម្មវិធីតាមការដំបូងឈ្មោះ Burn ហ្នឹងគាត់យកពីឈ្មោះពេទ្យជំនាញទីមួយដែលគាត់ចូលចិត្តហើយបើតាឈ្មោះហ្នឹងមើលទៅវារៀងសាមញ្ញពេកគាត់ក៏ចាប់តាមមានគំនិតចង់បង្កើតឈ្មោះជា Instagram ឡើងតែកម្មវិធីនេះគឺវាផ្ដោតទៅលើការចែករំលែកថតតាមមុខទេវាអត់បានអាចវត្តចំណុចផ្សេងដូចជាការថតវីដេអូអីចឹងមានគេផ្ដោតលើការថតចែករំលែកថតពីជីវិតរបស់នៅចាំថ្ងៃដូចជារូបសត្វចិញ្ចឹមរូបអីចឹងគេចង់និយាយថាតបងឡាយគឺប្រើសម្រាប់តែការចែករំលែកថតទេហើយ Instagram នោះបានបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ2010វាជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយដែលសម្រាប់ចែករំលែកព័ត៌មានហើយវាត្រូវបានទិញដោយ Facebook ហើយInstagram ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដូចនេះថា Instagram មានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែប្រហែលជាចំនួន 2,000 នាក់ហើយវាមានទីសាខាដំណាលនៅទីមានលោកខាត់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំណុចទី2គឺការទទួលបានតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងចង់បណ្ដាលលើទៅពេលFacebook បានចេញកម្មវិធី Instagram ហ្នឹងកម្មវិធី Instagram ទៅបានចេញដោយ Facebook នៅឆ្នាំ2012ដែរបន្តមក Instagram ហ្នឹងគឺបានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគឺគេបានបញ្ចូលការថតលក្ខណៈ Story Instagram Story ហើយវាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងពីរបៀប Facebook និង Instagram ដូចជាបើតើយើង connect ពី Instagram ទៅ Facebook ឬយើងផុសអ្វីនៅលើ Facebook អញ្ចឹងវាចូលទៅ account Instagram យើងដែរបន្ទាប់ពី Facebook បានតែ Instagram ហើយយើងឃើញថា Instagram នឹងមានការអភិវឌ្ឍច្រើនដោយបានពង្រីកផងឡើងហើយមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនដែលតែប្រប្រាស់កម្មវិធីបច្ចុប្បន្ននេះវាប្រហែល2000នាក់ចំណុចខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណបាត់ទៅបាត់ខាងក្រោយiOS លើថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2010
mình có bị chụp chay khi mình lâu quá ở phải dịch về chân bị nặng cầm thi đi rồi ba chập tay ông ba tụ tập em gọi từ ngày bị bấy là 2 giờ sáng năm bị con đồng vị thấy từ riêng cho sao chia mùi liền đó trong thời gian đây tịch chia mùi ngày biết ba nghe ngon được không cái hạt bố để mang thứ ba chỉ còn tiếp là một nghĩa xây xây tiền liệu là cái đặc biệt đôi chia ca là bị bay đừng cầm kim con cá và cho tiếp vì cái hạt bố từ sáng trở lại rất là ba thay đổi bốn cá lập tô bốn ai chỉ thì quý thần cá bốn gò đi con làm bảy lo đi con làm bốn hai mười sáu năm đi con làm bảy bên cá đi ban một cá thả viên là ăn được nhát ở đặt ba phát viên chó tên là đấy có bóc cụ kế đòi ăn thịt báo ta có một chía chi đi bị ổ đi cá trả lắp tên là đấy đến quý hai mười sáu năm đi con làm bảy ai chỉ thì quý tới ba đã hỏi là cá năm thi tiết anh nhá ở nhà ba tục là vịt cá vịt ố vùng quê tôi lơ vịt vịt cá hai cả nhà đi qua đồng bằng vật đặt đi qua đồng bằng vậy được theo bên đón nhưng được phía được máy thì cỡ bán đi thuốc bị tôi được tí không có cục kế từ sang lại Adam bố để cơ bản tay tăng chia và chia cho quân mày dùng học quân thì nói chung học tập này dùng ấy
bằng hóc xa đại miên mùi than lơ ạ tập bật đại lông ở hai miệng thương con miếng rồi bác phục kê chi chồng nằm cho đo thay cùng thẹn năm bị quan bằng phải bày Instagram bằng bằng căn lúc nghe thamay đại an ở nhà ở user quay rộng nó luôn bị chốt kiếp rước bởi dân hai chi à bác đại miên cho là ná được không thẩm mân rồi bác phục kê hay cái nạp bê đại lông hoa sản phục bớt có ban bà ca tham mấy ta này chọc đám lục lạ sẽ nhập đại miên phóng kia để dân hai thao verify nơi lời Instagram nơi Facebook so à lấy chọc chung này bao nhiêu tiếp theo cho đó chung này tiếp một mối đại chứ chung này trong phòng Instagram tại miền bồng nón của quân chế chi mùi nâng Twitter từ cam ở Pháp Đô trở bàn cơ lái trong cuộc cuộc kia ở sẵn sàng sử dụng thích tầm bây bộ dân hồi trắng nâng qua miền mình trầm trở nơi nông năm vì qua một cây bồn chi mùi nâng เนี่ยปราปราชิง 2.35,000 เนี่ยในตัวแทนพิภพโลก Instagram ໂດຍតែជាអ្នកលេខតលេខធ្លោមួយនៅក្នុងទស្សនភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងសម្រាប់មូលហេតុតលអមួយបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមិន มันได้บัญชุกการรีดลุดล้วนนึงการอภิวัฒน์แต่มีในท้าเวียก็แนะนำมุกเวียใหม่ๆเชียร์โปรแกรมสองแบบจับไปในท้าอะไรนะโดยจะมีเนี่ยต้องรูปดีจังหรือก็พวกความเมียดีมุ้งเวียเดือดเลยจังจังอาจจะนัดย้อมยึดเอาไป